chào các bạn. Hôm nay đến chợ hoa thị trấn Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng thì thấy những cây đào rất là to, rất là khủng. Mình quay chia sẻ cùng các bạn. Anh ơi, cho hỏi như cây đào to khủng bao nhiêu tiền anh? Cây to nhất đi. Vâng. Dạ. 8 triệu vâng. Đấy. Đào phai rất là đẹp. Rất tuyệt vời. Đấy, các bạn đến khu vực chợ hoa thị trấn Vĩnh Bảo các bạn nhá. Đấy, cây đào rất khủng, rất đẹp. Thân thì cũng rất mềm. Để được cây đào này thì không biết bao chục năm đây. Cái này thì mấy chục năm mới được cây như này bác nhỉ? Đấy. Vâng, đấy, nó ở trên rừng à. Đấy. Được cây đào như này thì kinh khủng lắm, bao nhiêu năm trời. Vâng, gốc đào rừng. Gốc đào rừng chắc là những cái mắt này là mắt ghép bác nhỉ? Đấy. Dạ. Hoa nó cây cạnh chậm hơn. Vâng. Đấy. Hoa nó cây hoa biếc quá. Ông cái hoa đấy là về Tết là nó nở có cả nụ cả hoa cũng đẹp lắm ấy. Và trong cái cây thì nó đấy, các bạn nhìn đây là những cái cây đào rất là khủng, toàn cây khủng thôi. Đấy, gốc này gốc đào rừng đấy, không biết bao nhiêu năm rồi không biết. Đấy, trên này là ghép đào phai rất là đẹp, đào Nhật Tân đấy. Đấy, chỉ tầm khoảng từ 7 đến 10 triệu các bạn sở hữu được một cây đào rất là khủng, rất là đẹp. Rất tuyệt vời. Đấy. Cây cao tầm 2 đến 3 mét. Không khí Tết thật là rạo rực. Cứ thấy chợ hoa họp nhiều đào nhiều quất là bắt đầu là không khí Tết là mọi người là rạo hết cả lên. Nhanh nhanh lên, anh nhập đi. Rất là đẹp. Những chậu hoa Trạng Nguyên thì dao động từ khoảng 100 đến 120 ngàn một chậu các bạn ạ. Rất là đẹp. Anh ơi, những cây kim ngân lượng này bao nhiêu tiền anh ơi? À đấy ạ, và đây kim ngân lượng dáng siêu. Rồi là kim ngân lượng dáng trực đây đều có hết, rất là đẹp. À, chắc cũng chỉ tầm khoảng từ 120 đến 150 là các bạn có sở hữu được một cây đấy các bạn. Giá cũng phải chăng thôi, cây rất sai quả, rất đẹp. Cây hoa trà. Đây là những cây mai đá này. Rất đẹp. Lan đẹp chưa các bạn? Lan rất là đẹp. Cái hồng môn.
hoa thực dược này. Các bạn thấy phóng viên truyền hình về quay đào Tết những cây đào khổng cũng rất là... Hiển ơi! Hiển ơi! Anh nhìn như cái mai này bao nhiêu tiền một cây anh? Dạ. Mai mình đây là 2 triệu rưỡi, 3 triệu anh. À đấy, những cái mai này dao động từ khoảng 2 triệu rưỡi, 3 triệu một cây. Bảo hành chơi từ 30 đến tháng riêng luôn. Rất đẹp. Đấy. Rất mềm, rất cây rất đẹp. Đúng thời điểm này, hôm nay là hai mấy? Nay là 20, 21 rồi. 21 ạ, 21 rồi. Ừ. Còn là mấy hôm nữa thôi, nhanh lắm. Lụng nhà mình ấy thích hợp nhất. Công nhận là uốn nắn rất là mềm dẻo. Cây này như cái này thì mình trồng và mình chăm sóc nhà nghề được mấy năm thì được cây như này? Nhiều năm lắm, nói chung là nhiều công lắm. Mà nữa là mình còn phải cái chăm lo cho nó đấy. Đúng rồi, dạ. Chăm rồi để nó được hoa như này. Dạ. Tạo bông, tạo bông tai này. Bắc mình nhìn nó rất chi là khó. Tôi cũng trồng một năm rồi, cây con tí nhưng mà trồng năm nay rồi nhưng mà chán thua gì nên chán thua được mấy? Được 10-20 phân. Kém lắm. Rất là đẹp. Nụ to, thoải mái. Những cây đào này thì bao nhiêu tiền cây đào này anh? À. Đấy, khoảng 2 triệu rưỡi là chơi Tết hết khoảng ngày mùng 10, ngoài mùng 10 các bạn. Tiệt ga luôn. Cây rất to đẹp. Đấy, nhà nào có phòng khách rộng mà cho cây này vào thì thực sự là cũng là khá đẳng cấp. Đấy. Các bạn hiện nay là các nhà vườn đang tập kết cây về. Rất là nhiều. Đấy, khu vực mai. Những cây này là rất là nồn nực các bạn nhé, rất đẹp. Đây, những cái nụ này là vừa Tết này chắc đẹp lắm đây. Vâng, chào chị. Tập kết xong ở đây chưa chị? À đây à, vâng. Đây của nhà mình đây à? Đấy. Này là biết giá công khai luôn này. Ừ. 230 đến 250 cây dạ Minh Châu. Đấy. Giá đây. Dạ Minh Châu to 250, bé 230. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đấy, cũng mực xôi bé cầm lên đưa to. Wow, sông Nọc Vừng mini. Những cái sông bonsai mini rất là đẹp, rất là quái. Cái này mà nó có vài quả này để vào cái chậu bàn uống nước thì rất là đẹp. Sung to, Nọc Vừng to 500, nhỏ 200 đến 250 ngàn. Đấy. Sông rất là đẹp. Hoa trà đây là 1 triệu một cây các bạn. Những cây quýt. Quýt này khoảng 2,5 triệu đến 4 triệu. Dao động trong cái khoảng ấy. Rất là đẹp. Cứ nhìn đi còn chịu. À, khách mua không bắt đầu à. Những cái cây đấy thì bao nhiêu tiền một cây? Cây này, cây đào này. Của con lắm hòa lắm lúc đó. Tầm 800. Đấy, với 800 ngàn là một cây quất rất là to đẹp các bạn nhé. Rất tuyệt vời. Đủ cả quả xanh, quả nhỏ, lộc lá, quả chín là rất là đầy đủ luôn. Đá
800 cả chậu. Cái chậu nhựa mà. Chậu nhựa nhá. Chậu nhựa 20.000. Thế thì mình cũng dạo qua một chút xíu như vậy để chia sẻ với các bạn là cái không khí của cái chợ hoa Tết của Vĩnh Bảo, Hải Phòng. Và mình cũng xin được dừng video tại đây. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Hẹn gặp lại các bạn trong video sau. Xin tạm biệt các bạn.